Chặng đường hơn một thập kỷ phát triển của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn của biết bao thế hệ cầu thủ, trong đó các cầu thủ Việt kiều chính là lực lượng chủ chốt, thúc đẩy bóng rổ Việt Nam cạnh tranh trên những đấu trường quốc tế. Nhờ những nhân tố này mà giấc mơ đeo huy chương không còn quá xa vời đối với nền bóng rổ của chúng ta. Tính đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã có tổng cộng là 5 tấm huy chương tại các kỳ SEA Games từ năm 2019 và 2 tấm huy chương vàng tại FIBA 3x3 Asia Cup vào năm 2022 và năm 2023. Đó là những thành quả của không chỉ một vài thế hệ cầu thủ mà còn nhờ có những cựu binh gốc Việt đã đặt nền móng bóng rổ Việt Nam từ những năm đầu tiên. Tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của các nội binh. Tuy nhiên video này sẽ chỉ dành riêng lời tri ân tới những tuyển thủ Việt kiều đã lớn lên và đi cùng bóng rổ Việt Nam kể từ năm 2011. Chính thức thành lập và ra mắt ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL vào năm 2012, Sài Gòn Heat khá chật vật trong những năm đầu ở vị trí thấp nhất. Phải đến năm 2014 khi có sự xuất hiện của Việt Agno với chỉ số ấn tượng trung bình là 14,2 điểm và 2,6 lần kiến tạo mỗi trận, Sài Gòn Heat mới lần đầu tiên vào được bán kết giải đấu có sự góp mặt của các đội bóng hàng đầu Philippines, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore. Ở đấu trường quốc nội, các Việt chỉ tham gia một mùa giải VBA duy nhất vào năm 2017. Trong khi VBA đã trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Việt Agno vẫn là người nắm giữ kỷ lục số điểm nhiều nhất được ghi trong một trận đấu bởi Việt kiều với 43 điểm. Thế nhưng huyền thoại một thời của Sài Gòn Heat lại không có duyên mang về bất cứ một danh hiệu cá nhân hay tập thể nào xuyên suốt trong những năm thi đấu tại Việt Nam. Một phần vì triều đại của anh rơi vào đúng thời kỳ đầu xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, một phần vì các Việt đã có những dự định khác cho sự nghiệp của mình. Rất có thể giờ đây, anh đang theo đuổi công việc huấn luyện hoặc lĩnh vực quan hệ công chúng đúng với tấm bằng cử nhân tại Mỹ. Bạn bè ở Mỹ thì nói là khi về Việt Nam tôi sẽ không có môi trường để luyện tập bài bản. Chưa kể là bóng rổ cũng không phải là môn thể thao được quan tâm ở nước ta vào thời điểm đó. Tôi đã có quãng thời gian khó khăn trước những cái hướng đi và lựa chọn mới. Cuối cùng thì vẫn quyết định là quay về. Không gì tự hào hơn việc chơi môn thể thao mình đam mê tại quê hương. Theo Việt Arnold chia sẻ, đáng tiếc lớn nhất của một vận động viên có lẽ là đánh mất cơ hội cống hiến cho nền thể thao nước nhà. Ngoài giải nhà nghề Đông Nam Á thì Việt Arnold chưa có cơ hội đại diện nước nhà trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Có thể những thế hệ khán giả mới của VBA có lẽ sẽ ít có cơ hội được nghe đến cái tên Việt Agno hơn. Thế nhưng những di sản của anh sẽ được những fan hâm mộ đời đầu lưu giữ mãi, đặc biệt là Hit Nation. Cũng giống như Việt Agno, Tâm Đinh cũng thuộc lứa cầu thủ Việt kiều đời đầu của bóng rổ Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, anh là cầu thủ sở hữu nhiều thành tích cá nhân lẫn tập thể nhất tại VBA, đồng thời cũng là người có bề dày kinh nghiệm nhất trong đội tuyển bóng rổ quốc gia tính đến thời điểm hiện tại. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thế nhưng Tâm Đinh lại không thi đấu chuyên nghiệp ở bất kỳ đâu trước khi cập bến Việt Nam vào năm 2016. Kể từ thời điểm đó, anh hoàn toàn gắn bó với bóng rổ Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong 5 mùa giải liên tiếp, Tâm Đinh chính là trụ cột và linh hồn của Cần Thơ Catfish. Anh cùng với đội bước lên ngai vàng của VBA vào năm 2018 và ngôi Á quân của VBA vào năm 2019 sau thất bại 2-3 trước Sài Gòn Heat. Cùng năm đó thì huyền thoại 32 tuổi vượt qua hàng loạt ngoại binh và Việt kiều khác để mà mang về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải. Cho tới nay, anh vẫn là cầu thủ gốc Việt duy nhất trong lịch sử của VBA đạt được danh hiệu này. Từ năm 2021 thì Tâm Đinh chuyển đến Hà Nội để sinh sống và lập gia đình. Đây cũng là lý do đằng sau quyết định đầu quân cho Hà Nội Buffalo của anh. Dù đã không còn ở thời điểm đỉnh cao, nhưng mà cầu thủ 32 tuổi vẫn là một trong những tay ghi điểm hàng đầu của châu thủ đô. Anh cùng với Hà Nội Buffalo lọt vào chung kết của VBA và chịu thất bại trước một Sài Gòn Heat quá mạnh ở mùa giải năm ngoái. Từ năm 2019 cho đến nay, Tâm Đinh gặt hái được rất nhiều thành công trong màu áo của đội tuyển quốc gia. 4 năm trước, anh cùng đồng đội mở bát huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam trên đất của Philippines với 2 chiếc huy chương đồng ở nội dung 3x3 và 5x5 SEA Games 30. Tại quê nhà thì anh đã đưa người hâm mộ Việt Nam đến với những cung bậc cảm xúc thăng trầm để rồi ấn định bằng một tấm huy chương bạc ở nội dung 3x3 SEA Games 31. Tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho bóng rổ Việt Nam cũng như là đội tuyển quốc gia. Đây là quê hương của tôi rất hạnh phúc khi mà nhìn thấy bóng rổ của chúng ta đang phát triển từng ngày, theo Tâm Đinh từng chia sẻ. Chris Diaker không phải là cầu thủ có quá nhiều thời gian thi đấu tại Việt Nam, tuy mới đây vừa tuyên bố giải nghệ, dấu ấn mà chàng trai này để lại quả thực hết sức đậm nét trong lòng người hâm mộ. Ở tuổi 30, anh luôn được đánh giá là một trong những ngôi sao toàn diện nhất của bóng rổ Việt Nam, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Tại Mỹ, hung thần cơ bắp từng có 2 năm thi đấu tại giải vô địch quốc gia NAIA, một giải đấu dành cho các trường cao đẳng và đại học nhỏ. Chris Diaker lần đầu tiên thi đấu tại Việt Nam vào năm 2018 trong màu áo của Sài Gòn Heat, tham dự ABL. Tài năng của anh đã được kiểm chứng ngay ở mùa giải tân binh và được huấn luyện viên trọng dụng hơn 20 phút mỗi trận trong một đấu trường toàn ngoại binh. Cùng năm đó, anh khoác áo Đà Nẵng Dragon để đại diện cho thành phố quê ngoại. Trong ngay lần đầu tiên tham dự VBA, Quý Kiệt đã sở hữu danh hiệu cầu thủ Việt kiều xuất sắc nhất với trung bình là 20,5 điểm, 11,1 rebound và 3 kiến tạo mỗi trận. Cầu thủ sinh năm 1994 sở hữu lối chơi không hoa mỹ, anh chơi bóng đơn giản nhưng lại hết sức hiệu quả. Từ đột phá, úp rổ đến ném xa, không có gì nằm ngoài tầm khả năng của Chris Diaker. Anh cũng là mẫu cầu thủ thi đấu bùng nổ, luôn lên tiếng ở những thời khắc quyết định. Ở đầu sân bên kia, Chris Diaker là nỗi sợ đối với các ngoại binh. Với thể hình dày cùng sức bật nhảy tốt, anh có thể ngăn chặn hoàn toàn những pha đột phá mang tính cá nhân của đối phương. Nhờ đó, Quý Kiệt luôn nắm chắc một suất thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Với sự phục vụ của anh ở hai kỳ SEA Games 30 và 31, Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương đồng và 1 tấm huy chương bạc trong lịch sử. Chris Diaker được ví như là viên ngọc quý của đội bóng nước nhà, bởi không ai có thể phủ nhận rằng trên đấu trường quốc tế, anh thi đấu ổn định nhất trong hàng ngũ của các tuyển thủ hiện tại. Điểm trừ lớn nhất của hung thần cơ bắp có lẽ là cái đầu nóng. Với tính cách vốn dĩ đã cộc cằn, Chris Diaker đã không ít lần tỏ ra thiếu hài lòng với công tác trọng tài trong nước. Cũng vì một mâu thuẫn liên quan vào mùa giải VBA vào năm 2020, anh đã nổi cơn thịnh nộ ngay trên sân và suýt giải nghệ. Dần dần, Quý Kiệt nhận ra bản thân luôn theo đuổi sự yên bình. Anh muốn tránh xa sự cạnh tranh khốc liệt cũng như tính thị phi của nghề bóng rổ. Do đó, những khoảnh khắc bùng cháy ở nhà thi đấu Thanh Trì cũng là lần cuối cùng khán giả Việt Nam được chứng kiến anh thi đấu. Lời tuyên bố từ giã sự nghiệp của Chris Diaker dường như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng nối dài chuỗi thành tích của đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam trên đất Campuchia tại SEA Games 32. Cho đến nay thì người duy nhất được dự đoán là có thể thay thế anh ở hàng trong của đội tuyển nam, đó chính là Dominic Stam. Tuy nhiên thì cầu thủ này lại chưa đủ giấy tờ để đạt điều kiện để đánh SEA Games. Và đó là 3 trong số cái tên Việt kiều đã và đang làm mưa làm gió trong cộng đồng bóng rổ tại Việt Nam. Hãy bình luận và chia sẻ với Việt Basketball những cái tên mà các bạn muốn thấy ở phần 2 nhé.